Cuối tuần qua, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi Ukraine nên có can đảm giương cờ trắng, đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm qua. Trước lời kêu gọi này, hôm 10 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận: "Theo tôi, Giáo hoàng đang kêu gọi phương Tây gác tham vọng của họ lại và thừa nhận sai lầm." Theo bà Zakharova, phương Tây đã lợi dụng Ukraine như một công cụ để đạt được tham vọng làm suy yếu Nga. Bà Zakharova cũng cho rằng tình hình ở Ukraine hiện nay đã đi vào ngõ cụt, do vậy Ukraine và các đồng minh nên từ bỏ tham vọng đánh bại Nga trên chiến trường. Bà khẳng định thêm, Nga chưa bao giờ phản đối đàm phán. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ từ bỏ lá cờ của mình, không bao giờ đầu hàng. Ngoại trưởng Kuleba bình luận trên mạng xã hội: "Cờ của chúng tôi màu vàng và xanh, chúng tôi sẽ luôn sống, chết và chiến thắng vì màu cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất cứ lá cờ nào khác." Giới chức trách Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ, đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga khỏi biên giới dù cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm. Bình luận của Giáo hoàng cũng vấp phải phản đối từ nhiều lãnh đạo, quan chức các nước. Theo đó, Đại sứ Đức tại Vatican là Bernhard Koch cho rằng Nga là bên khai chiến trong cuộc xung đột và kêu gọi Moscow chấm dứt chiến sự. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich không đề cập trực tiếp Nga hay Ukraine trong bài đăng trên X, nhưng cho rằng cần phải chiến đấu và đánh bại cái xấu thay vì giương cờ trắng và đầu hàng. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trong chương trình trò chuyện trên truyền hình rằng: "Tôi không thể hiểu nổi, tôi nghĩ có một số việc bạn chỉ có thể hiểu được nếu tận mắt chứng kiến." Ngoại trưởng Baerbock từng nhiều lần đến Kiev từ khi chiến sự bùng phát. Bà nói: "Tôi tự hỏi Giáo hoàng đang ở đâu. Giáo hoàng phải biết những việc này. Nếu Ukraine và đồng minh không thể hiện sức mạnh lúc này thì sẽ không có hòa bình. Chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine và làm mọi thứ có thể để đảm bảo họ có thể tự vệ." Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Tòa thánh Vatican, Đức Tổng giám mục Sviatoslav, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp, Ukraine khẳng định Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững. Ông nói: "Hãy tin tôi, thậm chí không ai nghĩ đến việc đầu hàng, ngay cả ở những nơi giao tranh đang tiếp diễn." Trước đó, hôm 9 tháng 3, người đứng đầu Trung tâm Báo chí Vatican là Matteo Bruni giải thích với các nhà báo rằng Giáo hoàng chọn hình ảnh cờ trắng từ phóng viên để biểu thị chấm dứt sự đối đầu, lệnh ngừng bắn đạt được bằng dũng khí trong đàm phán, không phải đầu hàng như một số người diễn giải bình luận của ông. Tháng trước, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát tín hiệu ngừng bắn ở Ukraine, đóng băng chiến sự, song Ukraine và các đồng minh đã bác bỏ. Trước đó, trong bài phát biểu trả lời một tờ báo của Thụy Sĩ, Giáo hoàng Francisco có khuyên Ukraine là hãy giương cờ trắng đầu hàng nước Nga. Reuters đưa tin, Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên can đảm giương cờ trắng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Nga. Nếu người quan tâm đến người dân, người nên có can đảm giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán. Giáo hoàng Francis phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RSI của Thụy Sĩ. Đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, mọi việc không được suôn sẻ, thì bạn có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không làm như vậy, thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi mọi chuyện kết thúc. Giáo hoàng nói thêm, ông cho rằng đàm phán Nga-Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế. Hiện tại có nhiều nước đã sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo hoàng chia sẻ tiếp, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, người ta không nên xấu hổ về các cuộc đàm phán. Điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến bờ vực. Đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, Giáo hoàng đáp, tôi luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị đánh bại khi bàn về cuộc chiến Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Năm 2023, ông đã cử đặc phái viên hòa bình Matteo Stupic tới Kiev, Moscow và Washington để kêu gọi lãnh đạo các nước này thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột. Ukraine hiện chưa bình luận về đề nghị của Giáo hoàng. Tổng thống Zelensky nhiều lần nêu rõ, ông mong muốn hòa bình nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ với Nga về lãnh thổ.